Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài địa chỉ IP tên miền của Camza Hit Capsule qua app xem Camza này Hit Collect. Các bạn vào app các bạn tải cái phần mềm tên là Hit Collect. Rồi, giống như này màu đỏ này. Đó, các bạn mở lên, sau khi tải xong các bạn mở lên. Các bạn chọn chế độ truy cập khách. Rồi các bạn chọn thêm thiết bị với dấu cộng màu đỏ này. Rồi khi đến bước này, các bạn chọn bên góc phải trên cùng có hình cây viết nha. Bạn bấm vào đó. Rồi cái dòng đầu tiên là loại địa chỉ thì mình sẽ chọn là IP của mình dòng thứ hai các bạn, dòng thứ hai nha. Rồi cái bí danh trên thiết bị này thì các bạn đã như này cũng được, hoặc các bạn đặt tên bất kỳ một tên nào các bạn để cũng được. Rồi quan trọng cái địa chỉ này, cái địa chỉ tên miền IP nha. Thì nhà các bạn Camza thì kỹ thuật Camza sẽ cấp cho bạn một cái địa chỉ IP tên miền đấy. Thì bây giờ các bạn có thể liên hệ với bên Camza, rồi bên Camza cấp cho các bạn. Rồi ví dụ bây giờ mình đánh vào Camza. Rồi như này nha các bạn. Rồi cái bọc thì các bạn để nguyên tên người dùng thì là nó là admin, mật khẩu thì các bạn cũng nhờ bên kỹ thuật Camza cung cấp cho các bạn nha. Khi xong thì các bạn bên nhìn bên góc phải trên cùng các bạn lưu lại. Rồi như thế là xong thì các bạn nha.